À, W này. Mở rộng cái này ra. F. Để mà tấm vào lên vào đây. Đến G tắt lưới đi. Mở bài tập của mình ra. Đây bài tập nâng cao. Ba chấm mấy vậy? 3.5 rồi. Được chưa? Chúng ta kéo cái ghế này. Đấy, sử dụng tất cả những cái lệnh mà mình đã từng học ở cái hình cơ bản đó. Đây là kéo cái ghế ở thể dạng hình cơ bản này. Đầu tiên chúng ta phải vẽ cái chân này ra trước. Những cái chân này ra trước. Được chưa nhỉ? Kết thúc này. Xoay đi. Đó, chúng ta xong modify, chúng ta chỉnh sửa một vài thông số sao cho nó phù hợp. Được chưa nhỉ? Cái chân vậy thôi. F này. Cái trên này nó ngửa ra đúng không? Nên chúng ta vẽ bốn cái chân này bằng nhau đó. Chờ đối tượng này, nhấn shift này, cầm trục này kéo ra sao chép, được chưa nhỉ? Đấy. Thì nó in theo đi bởi vì nó sẽ làm buộc nhau mà. Được chưa? Sau đó tiếp tục vẽ cái khối bút bên dưới này nữa, đây chính cái thành này này. Đẩy ra. Được nhỉ? Kết thúc. Không xoay ra. Đấy, được chưa? Những cái thành này nó nhỏ hơn cho nên chúng ta xong modify chúng ta chỉnh sửa một chút. Cho nó nhỏ hơn. Được chưa nhỉ? Có thể xóa hàng cũng được. Được chưa? Đấy. Sau đó chúng ta ép này. Chỉnh về đây. Cái mặt ở trên này nữa, được chưa? Để chúng ta làm khối bút ở trên này nữa. Được chưa? Ok. Xoay ra một chút này. Modify, chỉnh sửa. Cái này nó mỏng thôi. Được chưa? Đấy, sau đó chúng ta có thể xoay hàng. Xoay hàng cho trục Y đối với thằng này. Cổ này đúng không? Xoay hàng này. Mỗi trục Y thôi. Nên mình cho center center thôi. Ở chính giữa. Đấy, được chưa nhỉ? Ok này. Vậy là chúng ta xong một bên này rồi đúng không? Bây giờ nhấn top cái này. Trở về mặt top rồi nhỉ? Chọn tất này, sao chép này ra đây. Được chưa? Đấy, như vậy mình có ghế này. Được chưa nhỉ? Đấy, trở về mặt top này. Đây, chúng ta quay lại nhìn này. Cái bè ghế này đúng không? Mặt ghế này đúng không? Thì chúng ta phải vẽ một khối trên phố góc này, nó bo góc tròn vào những cái đệm sofa hôm qua chúng ta vẽ đó. Thì top này. Ở đây chúng ta chưa học chế độ bắt điểm nên chúng ta vẽ cái là ăn áng chừng thôi. Được chưa? Cầm kéo đây. Đến đây được chưa? Đẩy lên. Đẩy vào thì nó mọt lên. Được chưa nhỉ? Kết thúc. Xoay đi. Đấy, cái này cũng khá tốt rồi. Bây giờ chúng ta so hàng với cái trục này đúng không? Chỉ cần mỗi trục Z thôi bởi vì mình có top mà. Mình vẽ bằng bốn phía này rồi. Được chưa? Nên mình so hàng cái nào cũng được, nhưng chỉ so mỗi chủ Z thôi. Cái đẹp này là đối tượng so hàng đúng không? Còn này là đối tượng góc. Thế cái đẹp, cái mặt ghế này nó là, nếu chủ Z thì nó là mặt bên dưới đúng không? Nên min. Còn cái ghế này nó là bên trên đúng không? Mắt. Được chưa? Ok này. Xem ra nó có vẻ hơi bé hơn cái trục này đúng không? Đây chúng ta xong modify, chúng ta đẩy cái này rộng ra một chút, được chưa nhỉ? Không sao cả, được chưa? Đấy, ổn chưa? Ổn rồi, được chưa nhỉ? Hoặc không thì chúng ta hơi đẩy xuống một chút, sau xuống một chút nữa. Đấy, được chưa nhỉ? Cho nó khá đẹp, ăn vào. Thế thì đây, chúng ta còn cái thành này nữa, được chưa? Thành ghế này. Đây, chúng ta trở về mặt line đúng không? Nhớ là đây chỉ là chế độ xem thôi nhé. Còn trở về mặt nào chúng ta phải line ở đây này. Line nó không vuông tắc nên chúng ta phải vào đây chúng ta chọn. Rồi, chúng ta vẽ một cái thành nữa. Bút ở đây. Được chưa? Kết thúc này đấy. Nó chạy máy tít đằng này cơ đúng không? Chúng ta so hàng đúng không nhỉ? So trục này. Như vậy là chúng ta chỉ nhìn đây. Chúng ta nhìn thấy màu đỏ đỏ này trục X đúng không? So ở đây chúng ta chỉ so mỗi trục X thôi. Được chưa nhỉ? Cho nó center center.
Ok. Đấy, xoay đi xem như nào, ổn chưa? Ổn rồi đúng không? Chắc chắn là đằng sau này nó phải có một cái nữa, hiểu không nhỉ? Được chưa? Nên mình cầm cái này. Sao chép sang đây một cái nữa. Tôi kéo ra đây đi, được chưa? Xong nó xoay hàng. Cái này. Thành này, được chưa nhỉ? Center, center, chữ X, được chưa? Ok. Còn một thanh đối ở dưới này nữa, được chưa? Nên chúng ta cũng trở về mặt Line đi, được chưa? Line. Kéo khối bút từ đây ra. Được gì? Xoay đi. Chúng ta so hàng cái này với cái này đúng không? Để cho nó vào chính giữa. So hàng. Kéo cái trục này trục X đúng không? Nên center, center, apply đúng không nhỉ? Và độ cao của Z nữa đúng không? Z cũng center, center, ok chưa? Ok rồi. Đấy, xong chưa? Thế nhiệm vụ chính tiếp theo của mình là vẽ ra cái thành này thôi, đúng không? Mình ép cái này. Bút này. Cái thành trên này khá dài này. Còn không thì chúng ta copy cái thành này lên cũng được, hiểu không nhỉ? Được chưa? Đấy, ổn chưa? Những thằng này chỉ copy thôi. Có thể cho Intel được, không nó không làm bộ được, hiểu không nhỉ? Nếu cái thành này nó quá thấp bởi cái chân ghế này cao mà thì chúng ta xong mua DeFi này chúng ta đẩy kích thước chiều dài lên một chút nữa, được chưa? Nhưng cái này nó hơi ngửa ra sau đúng không nhỉ? Nên mình cấm này, mình hơi xoay lên một chút thôi, được chưa? Đấy. Được nhỉ? Ở đây chúng ta đang học hình cơ bản để ghép lại thôi mà, cho nên chính khi xoay như vậy là nó sẽ đẩy cái này đấy, nên chúng ta phải đưa nó lên tầm cao như này, được chưa? Đấy. Thế thì cái này hạ xuống một chút. Đẩy nó xuống. Đấy. Sau đó chúng ta xoay đi. Đấy, được chưa nhỉ? Ok chưa? Đấy, like phát. Like. Chúng ta cấm này, chúng ta sao chép sang một cái nhé. Ok, kéo xong nó gần bằng là được, hiểu nhỉ? Không thì chúng ta xoay hàng cũng không sao cả nhé. Yên theo. Ok chưa? Đấy, cầm xoay này. Đấy, được chưa? Thấy quá ổn rồi đúng không? Được chưa nhỉ? Và ở đây nó còn hai cái tựa này nữa đúng không? Thành tựa này nữa. Nên chúng ta trở về mặt line. Được chưa nhỉ? Line là mặt line. Line là nhìn từ phải sang. Được chưa? Book này. Nó cũng chỉ là mặt chiếu cạnh thôi, hiểu không nhỉ? Nó nhìn từ bên phải sang. Chúng ta chọn tấm bút này, kéo này, đẩy lên, kết thúc. Còn xoay đi xem nó dài hay không, đúng không? Modify cái thành tựa đằng sau này nó chỉ mỏng thôi. Cho nên chúng ta cho hết sức mỏng này thôi, được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta so hàng với cái này, theo mỗi trục x thôi đúng không? So hàng, theo mỗi trục x thôi. Center, center, được chưa? Ok này. Nó còn kéo này lên đúng không? Sao chép ra mà. Đấy, được chưa nhỉ? Ok này. Cũng so hàng thôi. Center, center, ok. Nhưng bởi cái thành này nó ngửa ra đúng không? Cho nên cái tựa nâng này nó cũng không thể theo được đúng không nhỉ? Nên chúng ta phải chỉnh sửa này. Đẩy về mặt này. Được chưa? Chúng ta hơi kéo ra cái này một chút nhé. Để làm sao chúng ta xoay, xoay không cần góc độ nữa rồi nhỉ. Được chưa? Làm sao cảm nhận nó song song như này. Được chưa nhỉ? Đấy, bóng gần đến một chút. Được chưa? Sau đó chúng ta xoay hàng thôi. Trong một chút X center center. Được chưa? Ok này. Đấy. Đẩy vào bên trong một chút nữa. Xong chưa? Tiếp theo cái này. Đã cầm kéo trục X này ra một chút. Ép đi, để cho nhỉ? Xoay làm sao cho nó phù hợp. Xoay là lấy góc vào đây rồi luôn. Góc lấy vào đây thế. Nhấn chuột phải vào đây. Ô, cái này quên rồi. Chúng ta điền góc vào đây đúng không nhỉ? Sau khi điền góc vào đây rồi nhé. Ví dụ như đây chẳng hạn. Chúng ta xoay 45 độ chẳng hạn. Chúng ta điền 45 vào đây. Tắt nó đi, nhưng đến đây phải bật nó lên nhé.
Bật nó lên cầm xoay này. Đấy được chưa? Mỗi lần xoay là 45 độ đấy nhỉ. Như cái này thì chúng ta xoay không biết góc độ của cái thành này là như thế nào phải không nhỉ? Nên chúng ta tắt cái này đi. Được chưa? Đấy, xoay bằng tay cái này thôi. Đấy chưa? Nhìn cảm nhận xong xong được chưa? Rồi, sau này cái thành này chúng ta xoay ví dụ một cái 20 độ chẳng hạn thì cái này cũng xoay đúng theo 20 độ. Lập tức sẽ được, được chưa nhỉ? Đấy, chúng ta có thể cầm kéo nó vào. Được chưa? Như vậy đã xong cái ghế này chưa? Được chưa nhỉ? Đó. Nhá, nằm ngồi nằm bài đi.